Tin giáo xứ Bến Sánh. Thánh lễ ban bí tích thêm sức bao đồng rất lễ tại giáo xứ Bến Sánh. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 7 năm 2018 tại Thánh đường Thánh Tâm giáo xứ Bến Sánh Cộng đoàn giáo sứ hân hoan chào đón đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, về thăm một vụ giáo sứ, đồng thời chủ tế thánh lễ với nghi thức ban bí tích thêm sức cho 34 em thiếu nhi, tiếp nhận lời tin xưng đức tin của 29 em lớp bao đồng và 41 em lãnh nhận bí tích thánh thể lần đầu. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha Du Sae mời gọi cộng đoàn và các em thiếu nhi hãy biết ra đi loan báo tin mừng, với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, siêng năng đến với Chúa, học hiểu giáo lý và cầu nguyện liên lỉ. Cuối thánh lễ, một em đại diện các em lãnh nhận bí tích có đôi lời tri ân đến Đức Cha Du Xe, Cha Sở, Cha Phó, Quý Sơ và các cô chú anh chị giáo lý viên, phụ huynh và cha mẹ đỡ đầu. Các em cũng dâng lên các ngài những đóa hoa tươi đẹp nhất thay cho lòng biết ơn và yêu mến của toàn thể cộng đoàn. Sau phần đáp lời cảm ơn, Đức cha ban phép lành và cầu chúc mọi người được bình an. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ trong niềm hân hoan của mọi thành phần tham dự. Đức cha và quý cha cùng các em lãnh nhận bí tích chụp hình lưu niệm trong ngày lễ trọng đại này.